tỷ phú trẻ nhất Singapore Kishin Ok, ngoại hình chuẩn soái ca, tự mua nhà từ năm 12 tuổi. Có thể tại Mỹ và các nước châu Âu, việc một ai đó trở thành tỷ phú ở độ tuổi 25-40 là điều không hiếm có, thậm chí Mark Zuckerberg đã chạm thành tựu này khi mới 23 tuổi. Song đối với các nước châu Á, cụ thể là Đông Nam Á, đạt được ngưỡng tỷ phú tầm tuổi kể trên quả là một vinh quang đáng để nể phục ngưỡng mộ. Trường hợp của Kishin Ak là một ví dụ điển hình, chàng trai 37 tuổi chính thức trở thành tỷ phú trẻ nhất quốc đảo sư tử Singapore. Kishin Ak sinh năm 1983 là con trai duy nhất của tỷ phú Rajkumar, ông chủ tập đoàn bất động sản hàng đầu đảo quốc sư tử Royal Holdings. Anh được coi là tỷ phú đô la trẻ nhất Singapore hiện tại, với khối tài sản chung với cha mình là 2,7 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 13 trong danh sách người giàu nhất Singapore năm 2020 của tạp chí Forbes. Thừa kế máu kinh doanh ngay từ nhỏ. Là con nhà tài phiệt và cũng là người được định sẵn để thừa kế tài sản gia tộc, Kishin vừa được cha mẹ định hướng từ sớm, vừa có niềm đam mê tự nhiên với việc kinh doanh ngay từ nhỏ. Từ khi còn học cấp 2, Kishin đã được cha đưa đến các cuộc họp của công ty để học hỏi và quan sát dần. Kishin thích hỏi tại sao và tự ví mình như miếng bọt biển luôn khát khao kiến thức. Bố là người nhanh nhạy, chúng tôi nói về kinh doanh rất nhiều, ngay cả khi đang ăn tối. Mẹ có mặt trong hầu hết các cuộc trò chuyện và đưa ra quan điểm không thiên vị. Nó có thể rất khác và có nhiều ý nghĩa, anh nói. Chia sẻ với báo giới, Kishin cho biết anh được cha hướng dẫn mua căn hộ đầu tiên vào năm 12 tuổi. Tỷ phú trẻ nhất Singapore nói rằng từ năm 18 tuổi anh đã xác định kinh doanh bất động sản vừa là đam mê, vừa là công việc mình muốn theo đuổi. Khi bước sang tuổi 18, tôi nhận ra rằng mối quan tâm của tôi thực sự là bất động sản. Tôi đã không chỉ hiểu rõ về tình hình kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp gia đình, mà còn là toàn cảnh lớn hơn của bất động sản và cách nó hoạt động như một ngành công nghiệp. Và tôi muốn đi sâu hơn, tỷ phú 37 tuổi nói. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Kishin bắt đầu làm việc cho công ty của cha anh vào năm 2003. 3 năm sau, anh bán căn hộ là quà tặng của cha mẹ và sử dụng số tiền thu được để thành lập công ty riêng RB Capital. Tôi đam mê phát triển một thứ gì đó từ đầu, tạo ra một định vị cho bất động sản mới, có thể lấp đầy khoảng trống trên thị trường. Không quan trọng sự phát triển lớn hay nhỏ, miễn là tôi có thể đưa ra một kế hoạch thực hiện rõ ràng, Kishin nói về hướng đi của RB Capital. Dù cũng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nhưng doanh nghiệp của Kishin và cha mình nhắm đến đối tượng khách hàng và mảng kinh doanh khác nhau. Vài năm sau, RB Capital phát triển đến mức có thể đồng hành hợp tác với chính tập đoàn Royal Holdings trong một số dự án. Năm 2014, Kishin và cha quyết định sáp nhập hai doanh nghiệp vào nhau, biến thành một đế chế hiện có giá trị tới hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi tranh luận về cách định hình tương lai, lập kế hoạch như thế nào để luôn phù hợp trong nền kinh tế kỹ thuật số thay đổi nhanh chóng, Kishin kể về mối quan hệ đối tác với cha mình. Những bất động sản nổi tiếng được hai cha con Kishin hợp tác và đồng sở hữu phải kể đến hai khách sạn 5 sao Holiday Inn Express tại bến cảng du lịch Clark Quay và khách sạn Intercontinental Singapore Robertson Quay. Với khối lượng công việc khổng lồ khi điều hành một trong những đế chế kinh doanh bất động sản lớn nhất quốc đảo Singapore, Kishi tự chia sẻ, từng chỉ ngủ vài tiếng mỗi ngày, vì vậy anh thường uống cà phê để duy trì sự tỉnh táo và năng lượng làm việc. Có nguồn tin cho rằng anh có thể uống tới 8 tách cà phê trong một ngày. Tỷ phú 37 tuổi cảm thấy may mắn khi nhận được sự hỗ trợ, hậu thuẫn từ gia đình, song khẳng định bản thân luôn muốn tự lập trong công việc. Gia đình tôi luôn ủng hộ và bảo tôi cứ làm những gì mình muốn, anh nói. Thích làm thiện nguyện và kín tiếng về đời sống cá nhân. Không chỉ làm việc trong lĩnh vực bất động sản, Kishin còn đá chân sang mảng kinh doanh thực phẩm. Anh là nhà đồng sáng lập công ty Tiffin Labs, công ty cung cấp các suất ăn online với 1.000 mô hình bếp chung ở châu Á, châu Âu và Mỹ. Đồng thời, Kishin cũng tổ chức thành lập quỹ từ thiện mang tên Foodie Love, đồ ăn là tình yêu, để giúp cung cấp thực phẩm cho những cá nhân và gia đình khó khăn trong đại dịch COVID-19. Quỹ bắt đầu bằng việc cung cấp 20.000 suất ăn chất lượng từ nhà hàng cho các hộ gia đình nghèo mà người thân bị mất việc làm cũng như thêm 10.000 suất ăn cho nhân viên y tế. Đến hiện tại, Foodie's Love vẫn đang hoạt động rất tích cực. Kishin Ak tránh xa mạng xã hội bởi anh thích hướng những người muốn tìm hiểu thêm về mình đến trang web kinh doanh của bản thân. Tài khoản Instagram của anh ấy bật riêng tư và chỉ có vỏn vẹn vài tấm ảnh cá nhân. Trang Facebook của Kishin Ak đã không được cập nhật kể từ tháng 6 năm 2017.
Kishin cho biết lý do là vì anh cảm thấy trên mạng xã hội, bạn rất dễ sa lầy vào những thông tin không liên quan. Tôi muốn kiểm soát những thông tin tôi tiếp nhận. Vị tỷ phú thích chức năng hạn chế của chiếc điện thoại mình đang dùng hơn những ứng dụng trên chiếc điện thoại thông minh đời mới, dù thừa nhận có mua nhưng chỉ để theo dõi sức khỏe. Không giống nhiều rich kid khác, dù được sinh ra trong một gia đình quyền thế và hưởng nhiều đặc ân, song không dựa dẫm vào cha mẹ, anh cũng không xuất hiện với siêu xe hay hàng hiệu. Thay vào đó, anh cố gắng trau dồi không ngừng để phát triển công việc kinh doanh bất động sản và hơn cả là biết dùng tài sản để giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Có lẽ chính lòng trắc ẩn mới là đặc điểm khiến ai nấy đều nể phục chàng tỷ phú trẻ nhất Singapore này. Dù sinh ra ở vạch đích, vị tỷ phú 37 tuổi này vẫn khiến nhiều người khâm phục vì tài năng và bản lĩnh của mình.